Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những tin tức nổi bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Lào Cai ứng dụng bộ giải pháp du lịch thông minh. Tuyên Quang có 191 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Độc đáo món lạp của dân tộc Thái tại Sơn La. Dự báo thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ khép lại chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai là một trong 30 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước ứng dụng và sử dụng bộ giải pháp du lịch thông minh được cung cấp bởi tập đoàn VNPT. Tỉnh Lào Cai đã phê duyệt đề án thí điểm du lịch thông minh giai đoạn 2018-2025, quy chế quản lý để triển khai bộ giải pháp du lịch thông minh gồm cổng du lịch thông minh, ứng dụng du lịch thông minh trên smartphone, phần mềm quản lý lưu trú. Việc triển khai nhanh chóng các giải pháp du lịch thông minh sẽ tạo điều kiện để du lịch Lào Cai phát triển theo kịp sự phát triển của công nghệ 4.0. Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Lào Cai trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn với các sản phẩm du lịch đặc sắc nhất vùng Tây Bắc. Hiện tuyến đường kết nối khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng với khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng với khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 2 tuyến với tổng chiều dài trên 3 km đi qua địa phận của xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn 7 tháng thi công, dự án đã đạt hơn 80% khối lượng công việc. Dự kiến tuyến đường sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 1 năm 2023. Trước mắt, chủ đầu tư sẽ tập trung chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công phần mặt đường, thảm toàn bộ mặt đường toàn tuyến trước Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu vui xuân đón Tết của bà con nhân dân. Với mục tiêu nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, tỉnh Điện Biên đã và đang quyết liệt chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Toàn tỉnh Điện Biên hiện còn 122 trường học chưa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 15 trường học quá hạn chưa công nhận lại chuẩn quốc gia. Một số trường đã được công nhận chuẩn quốc gia nhưng chưa đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thiếu đồng bộ, hư hỏng và xuống cấp. Xây dựng trường chuẩn quốc gia là chủ trương lớn của tỉnh Điện Biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, vấn đề này cần được quan tâm sát sao và dành nguồn kinh phí nhiều hơn nữa để sớm hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14 đã đề ra. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Lai Châu đã tích cực thu hút đầu tư, liên kết, sản xuất, phát triển các cây trồng nông nghiệp chủ lực của tỉnh, trong đó có cây chanh leo. Đến nay, toàn tỉnh Lai Châu đã xây dựng thành công các chuỗi liên kết cây chanh leo với diện tích 190 ha, tập trung ở các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ do công ty cổ phần Nafood Tây Bắc và công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao thực hiện. Việc thực hiện liên kết đã góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ trồng, đảm bảo đầu ra ổn định. Bên cạnh đó, người dân còn được hỗ trợ về giống, kỹ thuật chăm sóc. Đối với những hộ trồng với diện tích lớn sẽ được hỗ trợ theo nghị quyết 13, nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các huyện, thành phố ở tỉnh Tuyên Quang đã khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, hình thành các sản phẩm đặc trưng gắn với từng địa phương, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, có truy xuất nguồn gốc và theo nhu cầu thị trường. Trong đợt phân hạng gắn sao OCOP vừa qua, sản phẩm chè nõn Tân Thái Dương 168 của Hợp tác xã Chè Tân Thái 168 xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã đủ tiêu chuẩn nâng hạng lên 4 sao. Tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm đã mang lại những lợi ích lớn cho hợp tác xã về thị trường tiêu thụ và giá trị thương hiệu. Chúng tôi đã nâng sản phẩm OCOP gọi là chè nõn Tân Thái Dương 168 thành sản phẩm OCOP 4 sao. Và sau khi có những cái chứng nhận về sản phẩm OCOP rồi thì cũng thúc đẩy được cái việc giao thương mà nâng được cái giá trị sản phẩm và cũng rất là được nhiều đơn vị đối tác đặt hàng và tiêu thụ rất là tốt ạ. Năm nay có 63 sản phẩm được công nhận đạt sao OCOP lần đầu, 3 sản phẩm được công nhận nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao. Riêng sản phẩm chè săn tuyết Hồng Thái, Na Hàng, loại 1 tôm một lá, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng OCOP cấp quốc gia nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao. Đăng ký được 3 sản phẩm là đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Thì qua cái tổ chức thực hiện thì đơn vị tôi cũng đã học hỏi và rút ra được những kinh nghiệm rồi áp dụng học công nghệ đưa vào chế biến thực phẩm và chế biến sâu. Thì đơn vị chúng tôi sẽ mỗi ngày một nâng cấp sản phẩm lên, phấn đấu đến 5 sao. Định hướng của Hợp tác xã Sang Nhung chúng tôi là như vậy. Chương trình OCOP tại tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được triển khai, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy sản xuất hàng hóa, mở rộng quy mô sản xuất nông sản của các địa phương. Đến nay, tỉnh có 191 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao trở lên, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thu nhập cho người nông dân. Quý vị và các bạn thân mến, ẩm thực của đồng bào Thái ở Sơn La được biết đến bởi sự phong phú đa dạng, hội tụ những nét văn hóa bản địa. Trong đó, món lạp sống là một trong những món ăn nổi tiếng, độc đáo với nguyên liệu chính là thịt bò cùng các loại gia vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Người Thái Sơn La làm món lạp sống từ thịt bò bởi hương vị thơm thanh mát, ngọt của thịt, thơm cay cay của các loại gia vị đặc trưng. Lạp có thể làm từ thịt chín hoặc thịt sống, nhưng nếu làm từ thịt sống thì món ăn sẽ thơm ngon hơn rất nhiều. Cái món thịt bò làm lạp này là chủ yếu là chọn con bê ấy, còn là thịt trong lại lấy luôn, không để qua đêm ấy. Chọn cái miếng nạc, miếng tốt nhất là cái lấy miếng thăn của nó ấy. Chứ còn bây giờ là còn nguyên cái miếng thịt nạc nhá, thái ra, thái nhỏ ra như này. Băm nhỏ ra này. Theo phong tục người Thái chỉ có băm như này xong là trộn gia vị vào. Với tập quán cùng chung sống nhiều thế hệ trong một gia đình cũng khiến cho món lạp của người Thái được chế biến ra nhiều cách khác nhau sao cho phù hợp với từng đối tượng để ai cũng có thể ăn được. Đặc biệt, để tôn thêm nét độc đáo cho món lạp sống là hương vị hòa quyện của rất nhiều gia vị như các gia đình ở đây đang làm. Loại đặc biệt nhất là tiếng Thái nói là mú sườn này. Loại thứ hai là ở hóm ham. Để làm món lạp của người Thái là không thể thiếu được hai cái loại lá này, hai loại rau mùi này. Sau khi đã băm nhỏ, gia vị Thái trộn xong, bước tiếp theo là trộn tất cả lại với nhau. Khi trộn, người làm phải đảo nhanh và đều tay. Đảo càng lâu càng ngấm gia vị. Tùy theo khẩu vị, có người cũng thích cho thêm nước chua hoặc ăn ghém cùng các loại nước chấm. Quá tuyệt vời! Ăn cái món lạp này là thấy người nó khoan khoái, tinh thần thoải mái. Có cả vợ này, cả anh chị em này đến ăn cùng với tôi thấy rất là vui. Nếu bạn có dịp đến với các bản của dân tộc Thái vùng Tây Bắc, đừng quên khám phá ẩm thực của đồng bào, trong đó có món lạp thịt bò của người Thái Sơn La, để hành trình thăm thú, tìm hiểu về mảnh đất và con người nơi đây thêm đủ đầy ấn tượng. Thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực đêm mùng 10 ngày 11 tháng 1 năm 2023. Tỉnh Lào Cai nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Tỉnh Lai Châu nhiều mây, ngày nắng, sáng sớm có sương mù, vùng cao trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Tỉnh Điện Biên ngày nắng, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Tỉnh Sơn La nhiều mây, ngày nắng, sáng sớm có sương mù, vùng cao trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Tỉnh Yên Bái, ngày nắng, trời rét, vùng cao rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Tỉnh Hà Giang nhiều mây, ngày nắng, sáng sớm có sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Tỉnh Tuyên Quang nhiều mây, ngày nắng, sáng sớm có sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Tỉnh Phú Thọ nhiều mây, ngày nắng, sáng sớm có sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.